Xin kính chào toàn thể quý cô anh chị và tất cả mọi người đã quay trở lại với những thức phim tiếp theo trên kênh Thảo Mới Linh. Hiện tại thì Lử đang có mặt ở chỗ nhà của anh Sa đây. Hôm nay thì trong buổi sáng ngày hôm nay, Lử lại tiếp tục lên trên này để cập nhật cái tình hình làm nhà của chỗ nhà anh Sa để cho quý cô bác cũng như quý nhà hảo tâm các bác được theo dõi. Ô chào chị nhá. Mình đang tháo những cái này ra xuống à. Xin chào Lử nhá. Chào mọi người. Tua đấy. Làm nhanh ý nhờ. Khô hết rồi đúng không? Ngày hôm nọ thì chỗ nhà anh Sa đấy đã đổ cột cũng như đổ dầm đây các bác. Đến ngày buổi sáng ngày hôm nay thì cũng đã khô rồi. Thời tiết ở trên vùng cao khá là thuận lợi cho cái việc mà chỗ nhà anh Sa để làm nhà đây. Tú đi vào nhà đi. Đi vào nhà. Đấy. Đi vào nhà đi, đi vào nhà đi. Cát này là mình cõng từ ngoài vào à? Nên chỉ vườn dạo đi nó á. Cát này là xong cái thời gian ở chỗ nhà của anh vừa nghiền đó các bác. Thì ngày hôm nay mới bắt đầu để điệu vào trong nhà của anh Sa luôn. Sáng nay là anh em làm sớm rồi à? Làm muộn đấy á. Ăn sáng rồi mới làm đúng không? Anh vừa đi đâu rồi? Đi mua sắt 6 à? Anh em có vẻ bây giờ xây nhiều nên là tay nghề lên đấy nhỉ. Đúng rồi. Mình làm cho mình mà mình cứ làm từ từ được. Nói chung là mình làm chậm nhưng mà nó đẹp. Tình hình là chỗ nhà của anh Sa này trong khoảng một tuần nữa thì sẽ hoàn thiện các bác ạ. Có đến không? Tầm một tuần nữa có làm xong không? Tuần này thì xong, tuần sau có xong. Tuần sau là xong rồi đúng không? Thứ tư, thứ năm có xong rồi. Với tiến độ như này với anh em cũng toàn anh em nhân lực của người trong nhà thôi các bác. Không có việc gì bận. Không có việc gì bận. Hôm nay là mấy người làm đấy anh Sa? Hôm nay có mấy người làm? Chỉ có mấy người này thôi. Mấy người này đây cũng là vợ của mấy anh em sư nhân cùng với các chị con gái thì sẽ phụ ở phía bên dưới, còn bốn anh thì sẽ thợ chính ấy. Đấy, anh vừa về đến kia rồi. Ui sắp không lên được hay sao á?
Đây là những cái đống bột đá mà trong thời gian đầu chỗ nhà anh vừa đã nghiền ở đây các bác. Đấy, một người đào cho bột đựu và hai người cõng. Sao trẻ con khóc thế? Con quá khóc to đấy. Con quá lửa à? Vào bên nó vào cho bú đi. Hả? Mình nhỏ có quá, nó chỉ bú mình đâu lọ. Nhớ khóc thương quá. Tại vì hai vợ chồng đang qua chỗ nhà anh Xà để giúp đây các bác. Chắc đứa trẻ vừa mới dậy. Thấy chưa? Nhìn bằng mắt thường đấy à? Đây là toàn cảnh trên cao, các bác hình dung ngôi nhà của nhánh Xà đây.
chỉ một hình do Mỹ An rồi nhiệt hồng một trẻ á. Ồ hai mẹ con của chị vợ A Sự đang ngồi chơi đây các bác, đang ngồi nghỉ giải lao. Ôi tổ lô một gần ta ở lò người ta tả cũng không ăn cái đấy đâu, chín non nó nhá, không ra chỉ hú à à đấy à đấy à. Ôi vậy con đẹp quá. Thank you.
Thank you.
anh nhanh xa xong buổi tối ngày hôm qua là cũng làm tăng ca các bác, làm đến tận 7 giờ tối. Đèn lắp cả dây điện lên đây để tối làm cho nó kịp tiến độ. View trên này rất là đẹp. Đường đi con đường hạnh phúc kìa các bác. Con đường hạnh phúc. Đường mà ông cha đã làm ra. Nhà anh ở đây có cái view rất là đẹp. Ôi, nghỉ tới ăn cơm rồi. Vợ của anh Sào vừa gọi bảo là mọi người nghỉ tới ăn cơm. Anh xuống chị Mai, dừng tay đã. Vừa ăn cơm thôi. Vừa ăn cơm đi bác ơi. Nó mổ vậy chứ. Nha. Chị đang sấy cơm đấy. À đòi xuống à? À, để cho nó xuống thôi. Đói rồi. Đây mọi người rửa tay ăn cơm thôi. Đây nguồn nước ở đây. Nước ở đây là nếu mà không dùng này là cứ đổ đi chứ à? Không dùng là cứ bỏ xuống. Thế là phí nhá. Cái này sao bà con mình không xây cái bể? Bể mà nước cao rồi thì không cần xây cũng được. À không cần xây cũng được hả? À, tại vì là ở đây bà con nếu như mà nước nó không dùng thì vẫn cứ đổ đi các bác. Đến mùa này thì hiện tại thì nước nó vẫn đang vầy. Rửa tay và ăn cơm. Đấy, mày rửa tay cho ăn cơm nhá. Khóc à? Khóc nhè. Khóc nhè. Đây, mọi người vào ăn cơm đi. Anh Sa, nó mổ à? Chị một đứa luôn. Tao sưng ống nha các bác. Đi. Đây mời các anh nhá, mời ông với lại mời các ông các anh ăn cơm nhá. Mời tất cả các bác ăn bữa cơm lên nhà của anh Sa. Ăn được không phải ăn cơm à? Ăn được đi đón đi đón ông ngoại á? Đó ăn cơm. À.
Ừ. Anh Tuấn giỏi nha. Đấy, tự ăn đi. Thực phim trong buổi sáng ngày hôm nay chỗ nhà anh Sà đến đây là kết thúc. Và các bác mình đến chỗ anh Sà, mong các bác tiếp tục ủng hộ cho gia đình để tiện cho bà con ăn cơm nha. Lực xin kết thúc video tại đây nhá. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở trong thông tin tiếp theo.